Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 đạt là 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ của năm 2023. Cụ thể, xuất khẩu nông sản chính đạt 2,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,2%, lâm sản 1,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6%, chăn nuôi 40,8 triệu đô la Mỹ, tăng 5,9%, đầu vào sản xuất 157 triệu đô la Mỹ, tăng 0,5%. Riêng thủy sản 730 triệu đô la Mỹ giảm 1,5%. Tính chung 4 tháng, các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng đạt là 19,06 tỷ đô la Mỹ.